cái mà người tôi thương nhất á, là những người học đại học, kỹ sư, rồi ra bác sĩ, rồi ra tiến sĩ, PhD, Master, đại khái. Rồi cứ làm ở trong Google, Cisco, Apple, Intel, lương 200.000, 300.000, nói tiếng Anh như gió. Nhưng mà đa số là tại sao thương 80-90% luôn là không có hiểu gì trời là ai, Phật là ai luôn. Là tại vì họ quá bận. Nhưng mà những người đó đó là nó y như là một cái chất xám vô giá. Mà nếu mà dùng cái trí thông minh đó, đó mà hiểu về tâm linh một cái á, là những người đó sẽ đắc đạo gì lẹ hơn là những cái người mà tu gà gù gà gật mà 30-40 năm ăn chay trường, 30-40 năm chạy theo khóa tu này tăng đoàn nọ. Mấy con đừng cho ai đậu xe ở đây, để chút chiều mát á mình ngồi ở đây á, cái người ta đậu bên đây đi. Tại vì quay xe dính vô xe, bản số xe kỳ lắm á, sư phụ quay qua quay lại dính bản số xe. Giống như mấy tuần trước em có nói cái disc mà của Apple làm ở Cupertino gần đây nè, 15 phút mình á, nó sẽ làm hư hết mấy cái não của mấy người mà kỹ sư giỏi trong đó. Tại vì anh biết điện mà solar nó mạnh lắm, anh biết không? Con người của mình là do Thượng Đế sanh ra cho mình cái tánh khôn. Mình phải thiên nhiên vậy nè, mình phải ngồi thiền phải không? Mình phải ngồi thiền, mình phải tịnh tâm. Còn bên kia lúc nào cái tầng trường như wifi vậy, nó xáo động cái đầu óc, không bị tỉnh, không bị điên á, cũng bị giảm thọ, cũng chết á. Đừng nói chi mà cái chuyện mà làm bổn phận người chồng người vợ là quên luôn. Tại cái đầu óc nó chập chờn á, mình không còn hứng thú gì hết. Hung đứa con á, mình cũng giống như hung phúc gỗ vậy đó, mất đi thưa mùi vị của cuộc đời rồi. Còn ngồi ăn gấp chiếc đũa đó, gấp nhầm cái xương bởi họng cũng không hay nữa. Tức là cái đầu nó không có tập trung mình đang làm gì luôn á. Rồi đi ra xe thì cứ quên chìa khóa, khi vô nhà thì quên lót cửa xe. Ô nó lộn xộn lùm lum hết. Thời đại khoa học nó là như vậy. Cho nên các chư vị thường nói chuyện á, là phải quy cổ diệt kim. Thời xưa đó mà nghe một vị Bồ Tát hay một vị xuất chúng từ cõi trời mà xuống á, là cả mọi người đều là giống như là hưởng ứng. Còn thời nay á, sờ sờ trước mặt mà lại người đời khinh chê. Một ngày mà có mấy trăm người mà cứ chào với hỏi không kiểu này hết nói chuyện luôn, cứ vô cứ ngồi thôi. Đây mình giống như trao đổi kiến thức, ngồi nói chuyện chứ không phải là học hỏi gì, không phải là thầy gì chứ. Thầy ở trong kia à, khi nào mà ở đây mặc áo tràng hết, ở đây mặc áo vàng á, thì lúc đó nghiêm trang rồi phải không? Mình còn có quy tắc, cũng giống như mặc áo cảnh sát thì phải làm đúng, nếu không á thì bị phạm luật của Mỹ. Còn mặc áo vàng á thì phải giữ cái danh dự mặt mũi của Phật Thích Ca. Còn mình đây là bạn bè hết, không cần chào hỏi, mệt tự nhiên đi, cười khỏe hả chị, kiểu này khỏe à. Dạ họ đưa cái máy để gần gần với ổng. Tại này em thâu để về nhà em khỏi nói chuyện trên nhà. Ở chừng Dạ cái này thì cách đây năm hai năm gì đó thì có nghe mấy cái video của nói lớn Kiệt. Lớn đi. Dạ mấy cái video của anh Kiệt nói lớn lớn em nghe chứ không phải cái máy nghe. Rồi nói lớn cái giọng anh lớn tiếng. Anh đừng có bấm gì đó. Thì cái hỏi anh Kiệt cái này là mấy năm trước á, khi mà bầu cử xảy ra đó, thì anh lúc mà ông Trump muốn thua rồi, ông mất rồi đó, thì anh cũng có nói rằng là ông Trump sẽ quay trở lại, thì tình hình bây giờ kinh tế cũng như đất nước Mỹ này nó xáo trộn quá rồi, thì
hỏi anh Kiệt là cái những gì mà anh Kiệt nói lúc trước đó, theo cái tiên đoán đó, thì ông Trump cái cơ hội trở lại để mà hướng dẫn đất nước này có thật không anh Trump, có thực sự xảy ra không anh Trump, anh Kiệt nha. Vấn đề đó thì cũng là nhiều người chắc là lo lắng rất nhiều lắm, tôi nghĩ vậy. Thì tôi đây cũng là nói chung là cũng người Việt Nam đa số ai cũng ủng hộ ông Trump cả, thì tôi cũng mong Bộ anh không thấy ông quay lại ngay lập tức ngay lúc đó à? dạ Trên thế giới chưa có một vị tổng thống nào bị hạch tội như ổng. dạ đúng rồi. Tôi chỉ biết là ngày xưa thượng đế gửi xuống thế gian, tôi ổng nhảy dù xuống, thì tôi biết ổng cùng phe gọi là phe chánh, thì chẳng qua là 80% thiên cơ là lúc đó là nữ thần tự do là mẹ của châu Mỹ, mình có 6 mẫu nghe. Cái mẫu của châu Mỹ á, năm 2015 17 mẹ có nói với Kiệt là cái đất quốc gia này á sẽ chia làm đôi á, giữa da trắng và da đen. Con kêu mọi người gán khấn để cho nó qua cái nghiệp, tại tất cả các nghiệp mà xoay chuyển á, đều là do cái tâm của mình khởi thì mình mới bị cái nạn tận thế ngày hôm nay. Nhưng mình cột là mình phải gỡ, thì lúc đó mẹ châu Mỹ mới nói là thời đó. Và tôi biết ông Trump lúc đó chưa có đậu tổng thống, mà cái ngày mà ổng với bà Harry á, là tôi đã nói trước với những người trong hãng là ổng là người sẽ đậu. Ai sắp đậu tổng thống tôi biết trước. Cho đến khi 20% còn lại thì là ổng bước xuống, mấy vị nói là bước lùi một bước mà tiến ngàn dặm á, hiện bây giờ cái thế lực ổng mạnh, nghĩa là tôi nói trúng. Và đồng thời tôi càng trúng hơn nữa là tôi không có để cho nước Mỹ này, một cái nơi mà cho cái xác phàm này dung thân bốn mấy năm nay để mà có một chút tiền để lập mà làm cho cộng đồng, thì tôi phải càng cảm ơn, phải phải trả nợ cho quốc gia này. Thì tôi xin tất cả các chư vị, xin cha xin chư Phật không có để cho cái quốc gia này chia làm đôi là do tôi xin. Nhưng mà muốn đổi lại cho quốc gia này không bị chia làm đôi đó là phải có một cái gì đánh đổi. Tôi phải giảm tuổi thọ 10 năm cho ông Trump quay lại, và ông đồng thời ông Trump ông sẽ quay lại, mà ông quay lại ông làm tổng thống hay không á thì mình chờ xem. Chứ còn hiện bây giờ ông không cần làm tổng thống là lời tôi cũng đã nói trúng rồi. Nếu mà người mà hiểu kỹ những gì tôi nói từ chữ, từ thời phố vô xa, từ thời nay đều là trúng hết, trúng từ thứ, từ lớp, từ lan. Còn cái thằng mập thời đó ai mà nghĩ là thằng Kim Jong Un hôm nay thất thế, hồi xưa nó muốn bấm nút không à. Tôi nói không phải, sau này dân Nam Bắc Hàn tự thống nhất, Cuba tự thống nhất. Bây giờ anh thấy Cuba thống nhất không? Bây giờ mở wifi bển. Và tôi nói nước Việt Nam sau này sẽ biến chất, sẽ thay đổi. Tôi kêu thuận thiên là theo Mỹ, nghịch thiên là theo Tàu. Tại tôi biết Tàu là ma quỷ mà, đúng không? Thì bây giờ anh thấy từ từ, chỉ có những cái người gọi là vô minh á, vô minh mà vô minh cực kỳ vô minh, có nghĩa là ngu mà cực kỳ ngu á, mấy ông hiểu tôi nói gì thôi, rồi cho tôi nói khùng nói điên. Nhưng mà nếu mà trước ngày 24 tháng 2 Putin mà biết nghe tiếng Việt hay là ai dịch nghe tiếng Nga cho ổng nghe, ổng bảo đảm là thằng này nó nói là tao phải nghe, phải phải suy nghĩ kỹ nha, tao nên tấn công Ukraine không. Chứ trước đó tôi nói mà, sao bệnh tật là có chiến tranh, và tất cả những cái nước độc tài mà hung dữ sẽ thua. Có phải là Putin bây giờ là đâu đâu có bị thân bại danh liệt, nước Nga đâu có tè tưa như vậy, anh công nhận không? A Di Đà Phật. Ở đây là con của ông trời, mấy đứa con là con của mấy thầy, cho nên không biết có thích hợp hay không á nghe hả. Mình đây là bạn bè nói chuyện với nhau, cho nên con ông trời ngồi đây, con của mấy ông thầy ngồi ok, tự nhiên đi. Nhưng mà thấy nghiêm trọng quá mình hơi khớp, thấy nghiêm trọng quá hơi khớp. Trời, mặc áo tràng với áo gì đâu mà tôi không biết tu được. Rồi anh ngồi đi. Dạ dạ ngồi ra xa đi, cái máy nó quay rõ quá ngay. Trời, con của mấy thầy, con của mấy ông trời mặc đồ khác không, con mấy thầy khác không?
Con của ông trời tự nhiên lắm, phát biểu thoải mái. Còn con của mấy thầy á, ngồi im re, mấy thầy nói gì là để nghe thôi à, không ai dám được cãi. Hả? Nào. Nó giỡn chứ, tất cả phải dự khóa tu này, khóa tu nọ. Mấy cái này thôi đã từng trải qua gần cả chục năm rồi. Đi từ ở Mỹ, khắp các cả tiểu bang, đi qua Ấn Độ luôn rồi. Thì chuyện của ông Trâm á, anh thấy cái người mà dở nhất, không có sự nhận xét, cũng biết là mình là chuyện của ông Trâm là chuyện gọi là chuyện lạ đi, mình nói hơi màu nhiệm thì nó hơi khó nghe đúng không, tại những người công giáo, những người kỹ sư giỏi như anh là không tin đúng không, mình nói thấy lạ đi thì phải coi cái thằng lạ này á, nó nói bậy chút bạ đó đúng không, mình nói lạ thôi, tại vì cái thời đại này rất là nhiều lạ, anh sẽ nhìn thấy những cái lạ. Bữa nay á 300.000 quân dự bị là làm cho nước Nga náo loạn, thì lúc đó sẽ đóng cái sổ con rắn á. Nó có bữa hôm tôi nói con rắn hai đầu không, nhưng mà mình đâu bao giờ mình nghĩ ra thêm cái này nữa. Vài ba tháng nữa bên Trung Cộng nó khởi chiến tranh, mấy cái thằng con mà nó độc thân mà nó như ở bển con một á, mặn trai đó, nó còn chạy còn lẹ hơn là mấy thằng lính Nga nữa, rồi làm sao đánh, trong khi vũ khí của Nga lợi hại mà bắn không có tới đâu, còn thua dài dài, huống hồ chi ba cái đồ vàng mã của Trung Quốc, tại chưa thử mình chưa biết. Thì cái màn nó sẽ kéo lẹ hay kéo chậm là ở chỗ này nó mới vui, thì mấy vị thường nói là nhiều chuyện lạ, cho nên hôm nay anh tới anh coi khỉ bảy màu này cũng lạ. Tôi là khỉ bảy màu, tại tôi có bảy dòng hào quang mà tôi nói nhiều chuyện lạ thì tôi cho tôi là khỉ mấy bà màu luôn, chứ tôi không dám xưng là thầy gì hết trơn á. Khỉ bể màu mặc áo sọc sọc. Cái chùa này 17 triệu mà có mấy Phật tử ngồi thiền sao ta? Không ấy đi mua ở nhà 2 phòng, 3 phòng có 1 triệu mấy. Tôi nói, building này 17 triệu mà vô tu vậy, mà mấy tháng mới có một khóa tu. Còn mấy thầy chổng là mỗi buổi sáng là ngủ không, không có chịu đọc kinh. Mấy đệ tử họ thiền còn lên núi đọc kinh á. Hả? Hy vọng 20-30 thành Phật. Tôi khấn thêm cho thành Phật. Ngồi thiền nó mà tóc bù xù luôn rồi kìa. Chị đó. Hồi nãy tôi cũng khóa thiền đây mà thiền có 5 phút và chổng thiền tới 10 ngày là chết luôn. Có nghĩa là canh cũng giống như đi học vậy. Ai cũng mừng chạy đi phòng vệ sinh, chạy đi ăn. Cái tới giờ vô ngồi tiếp. Bữa nay dù làm khóa chừng tháng, biết mấy con chịu nổi không ta. Nó đâu có gì khó đâu. Ở trên núi mình có cái bệ đó, ở trong cái thư viện mình cứ để đồ ăn sẵn, cứ canh đồng hồ thôi, nó kêu lên thì đứng dậy đi ăn, đi vệ sinh. Rồi nó kêu thêm tiếng nữa là vô mà ngồi. Để chừng mấy chục cái bồ đòn ngay giờ đó, nghe Phật Di Lạc á. Cái đó còn lợi hại hơn nhiều. Tại vì ảnh có chư thiên đông lắm, chư thiên xuống gõ đầu từ đứa này làm biến, đứa này xiên phải không. Còn này cái triệu con ma chổng nó gõ trời ơi, ngày qua ngồi bên kia mấy triệu con ma nó tới nó đè mình, nó hung cái mất điển luôn. Tại ma cái nơi cái tiệp cái trượt nó nhiều quá, nó chuyện có được, cho nên bữa nay về đô ra đây. Nó không mở cửa đó, ai muốn đi qua lại mẹ cho ta lại á. Trâm quay lại. Hồi cái ngày mà ổng rớt xuống á,
cái tôi buồn quá, cái tôi lên trên núi. Núi thường hồi xưa họp là có Kiệt, có cha với chư Phật, với đông nhiều vị lắm, tôi không có nói tên hết, tôi chỉ nói tên những người quan trọng. Có ông Trọt Qua Sinh Tân, có ông Quang Công, ông là vua nước Tàu, có ngài Trận Đạo là vua nước Việt. Cái ngồi thường thường mấy vị xưa dạy dỗ. Thì cái bữa đó, tại vì ở đây á, nước quốc gia của mình đang ở á, là ông Trọt Qua Sinh Tân là vua nha, là ông cai quản ông Trump, cai quản Biden, cai quản lưỡng viện quốc hội, cai quản tối cao pháp viện, cai quản luôn cái tiền đô nữa, là ông Trọt Washington. Nhưng cái lục địa này nó có Canada, có Nam Mỹ và nó có Mỹ nữa, thì là do mẫu, mà mẫu của lục địa Mỹ. Mỗi một lần cái tôi than với cha, đó là thượng thế cha, xong ở đây tụi nó ăn hiếp con quá, cái cha đâu có xử cái chuyện local của mình. Cha nói là luật thế gian này, con theo luật thế gian, con phải xuống đây con chịu khổ, tại vì mình phải làm cái màn khổ để sau này nhân loại nó biết là nó ăn hiếp cái núi thiên, thì lúc đó là Mỹ nó mới sợ, nó mới tu, nó mới theo đạo thiên tâm, đúng không? Thì mình phải làm màn gì đó chứ, bảo là không cái núi sẽ mở được. Nhưng mà cái thời gian là không biết bao lâu, cũng giống như thầy bây giờ cũng đang ẩn, ông cũng chờ cái ngày để mà ông xuất hiện vậy đó. Cái là những vị mà xuống đây phải đóng một cái màn. Bây giờ anh thấy trong phim cũng vậy, cái người bị hiếp nhiều là người đóng phim là người ta thích. Thì mình cũng là kiểu vậy, mình ngồi ngoài này cũng đang bị đóng cái màn. Những đám Phật tử ngồi trỏng rồi có phòng ốc rồi thảm đồ không, mình ngồi cỏ, là ngày hôm qua ngồi ngoài kia nó hơi nóng, cho nên mấy bác phải biết quý cái chỗ trỏng. Mình có một cái chỗ như vậy á không phải dễ làm đâu, nó trả giá rất là đắt đó. Một cái gia đình đổ nát là cũng do cái chùa này á. Thì đại ca Trâm mình phải đặt hết niềm tin vào ổng. Mấy vị nói á, cái màn này á mà nó diễn mà đẹp mắt nữa là phải qua cái mùa bầu cử này, bữa nay tháng mấy ta, qua tháng 10 rồi phải không? Còn có 30 ngày nữa. Thì mình phải đếm 30 ngày nữa rồi hạ viện như thế nào. Hiện bây giờ là lưỡng viện quốc hội là nằm trong tay phe Thổ Tả, nhưng mà lúc đó là lưỡng viện quốc hội nó không còn nằm phe Thổ Tả nữa, thì đâu còn cái chuyện mà bất công như bây giờ nữa. Nhưng thiên cơ là nó đi như vậy. Trung Cộng nó cũng xài thiên cơ, nó cũng có ma quỷ để mà dạy nó. Nó biết nó ở cái thế này như vậy nó sẽ thua, nhưng mà nó sẽ đánh trước khi mà ông Trump nắm quyền lại. Tại vì bây giờ anh đã dọn tới đường cùng, anh cũng có máu điên, Putin có máu điên, thà tao chết anh hùng, chứ tao không có để cho ông Trump lên rồi làm một đống cái mà cấm giận người này nọ, đường nào cũng chết. Bởi vì đã nói cơ vận, là lâu nay Kiệt khuyên mọi người là thuận ý thiên là vậy, còn đi nghịch ý thiên đường nào mày cũng chết. Binh mậu thầu mậu dĩ hay là thùng ai giỏi bên bài nói mấy cái đó đi. Ai gì đà Phật, đường nào cũng sẽ đi, cũng đi về La Mã. Đi về La Mã có nghĩa là của Sisa trả lại cho Sisa, Hoàng Sa Trường Sa trả lại cho Việt Nam. 6 triệu con dân mà Đức Thầy và Thượng Đế và chư Phật gửi chúng ta ở ngoài này nè, phải đi về nước để giúp nước. Đó là một cái tài nguyên vô giá, và nó vĩnh cửu luôn. Còn mỏ này mỏ kia, tiền rừng bạc biển ăn nó có ngày cũng hết. Nhưng mà chắc xám mà 6 triệu người Thượng Đế gửi mình đi hải ngoại á, từ thế hệ của mình, sau thế hệ của con mình và cháu mình cũng là người Việt, là cũng sẽ về bển. Take break 5 phút nha. Ngồi chơi, ngồi bàn đi. Ồ, để nãy đây.
12 giờ đó ăn cơm đi. Ai thôi tôi qua lấy đồ ăn đi rồi nói chuyện tiếp. Họ trễ giờ. Có nhiều đồ ăn năm nay lắm. Nói ăn gì? Bốn con không? Tô một cái thôi. Trời bữa nay món gì hay quá vậy ta? Ragu là trong đệ tử sư phụ, đệ tử Trinh làm ragu, Mỹ Hạnh lấy bánh mì. Nhân tài không á, trong nhóm họ Thiên là nhân tài không á. Quá hay luôn. Rồi. Rồi, cảm ơn. À, ăn đi anh, vô trong lấy đồ ăn. Anh đó hả? Tại vì lưu lạc mấy nghìn năm với thế gian, gặp lại biết đường về là mừng rồi. Ngồi xa xa giùm đi chị. Chị ngồi xa xa giùm đi. Dạ dạ dạ. Hả? Con muốn uống từ một từ lấy à con luôn con để đó phụ không có lại không có cô con lấy cô miếng nước nha cô phải đứng lại nha lấy nha. Ăn lấy đồ ăn đi. Bến giờ chưa có gì mà. Cái ghế còn không có ngồi nữa. Chỉ có đất trống thôi. Từ từ đi. Khi nào có đầy đủ rồi thông báo dễ. Còn bây giờ đất chỉ là đất trống thôi. Mới mua đất thôi mà. Chưa có gì bên đó hết. Đất nó thẳng. Bển nó khác hơn chỗ này là mình dễ xây dựng thôi. Chứ còn núi á, nó khó xây dựng, nó tốn tiền. Nhưng mà nó đẹp hơn. Khi nó thẳng, đất như đất đất bò ăn mà. Bò ăn cỏ. Em rài mà em thấy cái nêu mà bên Trung Quốc mà nó bị bão đồ dập sập đồ quá nhiều mà tập trung bình cũng giờ cũng đang in trouble không? Giữa thiện thần với tà với ác thần á đấu với nhau thì trái đất mình cũng chia ra hai phe đó, đó xiển giáo và triệt giáo. Họ muốn nắm quyền hành trái đất nhưng mà cha chư Phật thì muốn cho họ đi để cho nhân loại đã có những cái ngày thái bình được sống yên vui hạnh phúc. Còn của nó thì muốn cho mình sống kiểu của tụi nó phải không? Thì là vậy đó. Cho nên cứ đấu qua đấu về.